Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Viettel Hưng Yên cùng với Ủy ban Nhân dân xã Mễ Sở, huyện Văn Giang phối hợp tổ chức triển khai mô hình điểm chuyển đổi số, thanh toán số, từ đó góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xây dựng đồng bộ xã hội số trên địa bàn xã Mễ Sở. Mễ Sở là địa phương thứ 8 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được lựa chọn để triển khai mô hình điểm chuyển đổi số, thanh toán số. Viettel Hưng Yên và Ủy ban Nhân dân xã Mễ Sở đã thống nhất ký kết nhiều nội dung quan trọng để thực hiện chuyển đổi số, thanh toán số như phát triển đơn vị, thu chi hộ như thu hộ học phí, chi hộ lương, các khoản chi từ ngân sách, thu hộ tiền điện, thiết lập điểm cung cấp dịch vụ Viettel Money, tuyến phố thanh toán số, hợp tác số hóa các thủ tục dịch vụ công và hợp tác trong các hoạt động tuyên truyền, các hoạt động bán hàng tại chợ, khu dân cư, nhà văn hóa. Mục tiêu là triển khai chuyển đổi số xã toàn diện trên tất cả các cái lĩnh vực như viễn thông, công nghệ thông tin, xây dựng các hạ tầng viễn thông, xây dựng cái hạ tầng tài chính số, thanh toán không dùng tiền mặt, phục vụ cho bà con cũng như là các đơn vị trên địa bàn xã là có thể là các giao dịch mua bán mình sẽ không phải sử dụng cái thanh toán bằng tiền truyền thống. Viettel cũng là triển khai các ấn phẩm truyền thông trên các tuyến đường cũng như là các cái điểm công cộng trên địa bàn huyện Văn Giang để nó cái việc và triển khai nó có hiệu quả. Xã Mễ Sở đang trong quá trình thực hiện mục tiêu vừa phát triển kinh tế đồng thời thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia theo chỉ đạo của các cấp lãnh đạo. Triển khai mô hình là bước đầu tiên trong việc phát triển đồng bộ hạ tầng thanh toán và thuê bao Viettel Money trên địa bàn xã, tạo nên hệ sinh thái thanh toán số toàn diện. Sau cái buổi lễ ký kết này với Viettel, chúng tôi tin tưởng rằng là cái việc chuyển đổi số đối với nhân dân Mễ Sở là sẽ được thúc đẩy nhanh hơn và sẽ được nhân dân hưởng ứng nhiều hơn. Chúng tôi sẽ tuyên truyền trong hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân với nhiều hình thức để nhân dân cùng thực hiện. Và tôi tin rằng chắc chắn Mễ Sở sẽ một ngày gần nhất theo lộ trình chuyển đổi số sẽ không dùng tiền mặt. Mô hình chuyển đổi số, thanh toán số xác định người dân là trung tâm của chuyển đổi số và thiết bị di động thông minh sẽ là công cụ giúp người dân tiếp cận, thực hiện các giao dịch trong thời đại số. Thanh toán không dùng tiền mặt đang trở thành xu hướng tất yếu và sẽ trở thành công cụ thanh toán chủ yếu của người dân trong tương lai. Bây giờ gần như là khách hàng đến cửa hàng tôi ấy là phải đến 60% là khách hàng thanh toán dùng chuyển khoản Viettel Money, nhiều thuận tiện lắm. Ví dụ như là nó cũng nhanh gọn này, mình không phải đếm tiền hay kiểm tra tiền giả, tiền rách như thế, và kiểm soát trên máy nó cũng rất là tiện. Chúng tôi sử dụng thì nó rất là thuận tiện. Nộp tiền điện hàng tháng thì tôi cứ có tài khoản tự động họ trừ đi. Lúc trước chưa sử dụng cái Viettel Money này thì 25 hàng tháng là ngày quy định là phải ra thôn đóng. Cũng có khi là bị quên, họ cắt chuyển đổi số là bây giờ là đến mọi nơi, mọi người, mọi lúc. Người nông dân như chúng tôi cũng rất dễ sử dụng. Thời gian tới, các địa phương cần tích cực phối hợp cùng Viettel Hưng Yên triển khai nhiều biện pháp khuyến khích các tổ chức cá nhân đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, tạo lập nền tảng cho các dịch vụ thanh toán số.